Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Nga để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho căng thẳng hiện nay giữa hai bên. Tuyên bố được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra ngay trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của khối này. Phát biểu với báo giới, Tổng thư ký Stoltenberg cho biết đã cùng Mỹ gửi các đề xuất mang tính xây dựng, trong đó có việc sẵn sàng đàm phán với Moscow để tìm kiếm giải pháp chung gồm kiểm soát vũ khí, tên lửa, sự minh bạch liên quan đến hoạt động quân sự và một số vấn đề khác. Tuy nhiên, NATO vẫn chưa nhận được hồi đáp từ Moscow. Hồi tháng 12 năm ngoái, Nga cũng đã gửi một đề xuất an ninh cho NATO và Mỹ. Đến nay, Nga vẫn nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây, khẳng định không có kế hoạch tấn công quân sự Ukraine.